Kính thưa quý vị và các bạn, mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình Nối kết yêu thương. Chương trình này do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Vina Capital phối hợp thực hiện. Kính thưa quý vị, và như thường lệ để mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin được kính mời quý vị sẽ cùng theo dõi một thông tin cộng đồng trong tuần. Nếu đột ngột bị đau ngực hoặc đau lưng dữ dội, cảm giác đau như xé, lan lên cổ hoặc lan ra sau lưng, rất có thể bạn đã bị bóc tách động mạch chủ, một dạng bệnh tim rất nguy hiểm. Bóc tách động mạch chủ xảy ra khi lớp trong của động mạch chủ bị rách, máu đi qua chỗ rách này dưới áp lực cao sẽ tách rời lớp trong và lớp giữa và tạo thành một lòng giả cũng chứa máu song song với lòng thạch ban đầu. Đây là một bệnh lý rất nặng. 33% bệnh nhân sẽ tử vong nếu không điều trị kịp thời trong vòng 24 giờ đầu tiên. Tỷ lệ này tăng đến 50% trong 48 giờ đầu và 75% trong 2 tuần đầu tiên. Các dấu hiệu và triệu chứng gợi ý bao gồm đột ngột đau ngực hoặc đau lưng dữ dội, cảm giác đau như xé, lan đến cổ hoặc lan ra sau lưng, khó thở, vã mồ hôi, ngất. Dấu hiệu giống tai biến mạch máu não, đột ngột khó nói, nhìn mờ, yếu liệt một bên cơ thể. Khi có những dấu hiệu này, người bệnh lập tức gọi cấp cứu hoặc đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị thích hợp, cũng như chuyển đến những bệnh viện lớn kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, như đã hẹn thì ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng quay trở lại với Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để cùng gặp gỡ lại với cô bé Quế Anh. Chắc chắn là quý vị không thể quên được hình ảnh của một Quế Anh rất là nhỏ bé, rất là dễ thương, ngủ say sưa trong vòng tay của mẹ ở chương trình kỳ trước. Và em đã được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược và ngày hôm nay một Quế Anh khỏe mạnh hơn, tươi tắn hơn. Xin chào con. Quế Anh vừa mới ngủ dậy thưa quý vị, cho nên là bây giờ mặt vẫn còn chưa có tỉnh ngủ. Mẹ ơi, không biết là tình hình tiến triển của bé trong mấy ngày vừa qua như thế nào? Bé này khỏe mạnh, rất là vui. Mới được ra khỏi phòng. Dạ. Dạ. Còn hồi sức hôm qua. Dạ. Bữa nay nó mừng, nó vui lắm. Nó làm xấu. Làm xấu thế. Dạ. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ người đã trực tiếp điều trị cho bé Quế Anh để hiểu hơn về tình trạng của bé ngay lúc này. Thưa bác sĩ Khôi ạ. Không biết là sau khi đưa ra khỏi phòng hồi sức thì hiện nay tình trạng của bé như thế nào thưa bác sĩ? Sự thì may mắn là cuộc mổ nó cũng suôn sẻ. Và sau một ngày sau khi mà mổ thì cháu được rút nội khí quản và ở lại hồi sức một ngày. Sau đó ra ngoài trại thì cháu rất là nhanh nhẹn. Thì sáng nay mới làm siêu âm kiểm tra thì kết quả rất là tốt. Tim rất là tốt và bây giờ thì đang buồn ngủ như khi nãy, rất là vui vẻ, rất là giỡn được của bác sĩ. Vâng, kính thưa quý vị, cứ giống như là một cái tin rất là vui cho những cái người thực hiện trong chương trình này, tức là khi đã phẫu thuật vừa thành công là chúng tôi cũng đã nhận được tin nhắn từ Bệnh viện Đại học Y Dược để báo là cuộc mổ nó cũng đã rất là thành công, rất là suôn sẻ. Và ngày hôm nay thì quay trở lại nhìn bé như thế này là một niềm vui vô cùng lớn thưa quý vị. Chị Châu ơi, bây giờ so với cái ngày mình gặp bé ở Bình Tân thì ngày hôm nay chị Châu thấy như thế nào ạ? Cái hạnh phúc của những người làm chương trình này là chúng ta như đi một hành trình, chúng ta chứng kiến một hành trình từ sự chết đến sự sống. Và cái điều hạnh phúc hơn đó là chúng ta cứu được em bé Quế Anh khi còn rất nhỏ. Như bác sĩ nói là em vừa ra khỏi phòng hồi sức chỉ có một ngày mà đã rất là khỏe mạnh. Thì tôi hy vọng là khi mà các em nhỏ như vậy, nó không có bị các ký ức về ca mổ này kia, thì em hoàn toàn có thể lớn lên và có một cái tuổi thơ rất là đẹp. Em đang rất là cười rất tươi. Hello, xin chào. Thưa quý vị, một đôi mắt rất là hồn nhiên, rất là dễ thương. Thưa quý vị, so với một cô bé Quế Anh rất là nhỏ bé mà phải nói là suy dinh dưỡng cách đây 2 tháng, nhưng mà lần đầu tiên chúng ta gặp thì ngày hôm nay một Quế Anh rất là hẳn, một Quế Anh rất là vui vẻ. Chắc là bố sẽ thay mặt cho cả gia đình gửi lời cảm ơn đến Nhịp Tim Việt Nam cũng như là các mạnh thường quân, các bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho con của mình. Dạ, thì em thấy coi em mỗi em rất là vui. Và em cũng gửi lời cảm ơn Nhịp Tim Việt Nam với những nhà tài trợ, với những tấm lòng từ thiện
và những bác sĩ và y tá ở Đại học Y Dược đã tận tình giúp đỡ con em. Kể từ ngày hôm nay thì ba và mẹ đã có thể không phải quá lo lắng về bệnh tình của con. Mình tập trung sức để cho việc làm ăn, việc kinh doanh, mua bán đúng không? Dạ. Dạ. Ôi, lông mi của chị đẹp chưa? Thấy con. Đây đó. Đi. Và kính thưa quý vị và các bạn, tôi cứ như tưởng tượng là cô bé Quế Anh này có thể nói được. Mà cô nói với tất cả chúng ta là Quế Anh đã khỏe rồi các cô chú ạ. À, Quế Anh rất là khỏe và xin được cảm ơn tất cả các cô chú của chương trình Nối Kết Yêu Thương, cũng như là tất cả các mạnh thường quân, tất cả quý khán giả đã đồng hành cùng với chương trình. Và mời quý vị sẽ cùng tiếp tục đến với những trái tim chưa thật bình yên, để chúng ta sẽ cùng mang niềm vui và nụ cười đến cho tất cả các em. Và tiếp theo đây, mời quý vị sẽ cùng đến với chủ đề Đến với những trái tim chưa thật bình yên, cùng gặp gỡ một người mẹ nghèo tại thành phố Mỹ Tho. Ngày ngày đi làm thuê với mong muốn tìm được một khoản tiền phẫu thuật tim cho đứa con bé bỏng. Thế nhưng ngày ấy còn quá xa xôi khi mà đứa con bé bỏng của mình dường như không còn đủ sức tồn tại trên cuộc đời này. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với gia đình anh Nguyễn Ngọc Toàn và chị Phan Thị Hoàng Nhan. Và nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta là một em bé có tên là Nguyễn Ngọc Thắng Minh. Vâng, thưa quý vị, như đã giới thiệu ngay từ đầu thì nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta là bé Nguyễn Ngọc Ánh Linh, đã 26 tháng tuổi và đang mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Khi mà đoàn của chúng tôi bước vào nhà thì bé hơi hoảng sợ và bé khóc, cho nên là bây giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện trước với ba mẹ của bé Ánh Linh, rồi sau đó thì sẽ mời quý vị gặp gỡ với bé Ánh Linh sau. Dạ, em chào chị ạ. Thưa chị, là theo như chương trình được biết thì bé nhà mình 26 tháng tuổi và hiện nay bé đang bị bệnh tim bẩm sinh đúng không ạ? Dạ. Dạ. Gia đình mình biết trường hợp của bé trong hoàn cảnh như thế nào ạ? Một lần đem bé đi khám bác sĩ, bé bị bệnh ho, sổ mũi, khò khè, cứ ho sổ khè tới mười mấy ngày không hết mới đi khám. Rồi bác sĩ tư mới nói bé bị bệnh bệnh tim. Dạ. Rồi có chẩn đoán gì sâu hơn không ạ? Có, dạ, có yêu không. Cầu phải mổ. À, bác sĩ chỉ nói vậy thôi rồi mới đem bé đi thành phố khám mới biết là bé bị tim mà cần phải mổ. Dạ. Là mình biết cách này bao lâu rồi? Dạ, cách này cũng khoảng 5-6 tháng rồi. Dạ. Rồi khi đó thì gia đình mình có quyết định là sẽ mổ cho bé hay không hay như thế nào? Dạ, khi đó bác sĩ mới khám rồi bác sĩ mới nói là bé bị bệnh cần phải mổ. Rồi mới hỏi là bác sĩ là mổ khoảng bao nhiêu tiền, bác sĩ mới nói là ca mổ. Lúc đó bác sĩ tư khám, bác sĩ khám ở ngoài khám còn chưa có hội chẩn, mới nói là 100 triệu. Bác sĩ nói rồi là chỉ cứ khóc không chứ không biết sao. Dạ. Tại vì đâu có tiền đâu để mổ. Dạ. Anh chị đang làm nghề gì ạ? Anh thì đi chạy xe thuê mà ít có chạy lắm, 2-3 ngày mới chạy đường chiến. Còn chị ạ? Ở nhà giữ bé. Dạ. Với bà nội, ông bà nội như vậy, ông nội bệnh nữa. Bởi ở nhà chứ từ ngày sanh bé rồi chưa có đi làm được, tại vì bé cứ nóng ho hoài. Dạ. Hình như ông nằm ở trên ông bị ung thư phải không? Dạ. Dạ. Rồi vậy là ở nhà chỉ có ông bà và chị chăm sóc cho ông bà và bé luôn. Dạ. Dạ. Vậy thì hoàn cảnh cũng khá là éo le. Hiện nay mình đang ở nhà này là nhà? Dạ, nhà này là nhà của bà cô, của mẹ, cho mẹ. Dạ. Cho mẹ này mấy chục năm rồi. Em chắc là xin được trò chuyện với lại anh đại diện bên hội bảo trợ, quỹ bảo trợ bệnh nhân nghèo. Chắc là người tại địa phương thì anh sẽ nắm rõ hơn cái hoàn cảnh của gia đình bé Ánh Linh, thì anh có thể chia sẻ thêm ạ. Thì khi gia đình của Ánh Linh biết bé bị bệnh tim thì mới đến liên hệ chúng tôi để xin hỗ trợ. Thì qua tìm hiểu thì tôi biết hoàn cảnh của gia đình của Ánh Linh rất là khó khăn. Như vậy thì nhưng mà do không có nằm trong cái tiêu chí hộ nghèo cũng như cận nghèo thì chúng tôi không thể nào xin được tài trợ 100%. Nhưng mà với hoàn cảnh của gia đình thì chúng tôi cũng cố gắng để xin các nhà tài trợ để hỗ trợ cho em 100%. Thì bằng hai nguồn, từ cái nguồn hỗ trợ của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh và cái nguồn tài trợ của quỹ Vina Capital, thì đưa đơn về cho gia đình để mà làm và có địa phương xác nhận thì chúng tôi tiến hành gửi cho các nhà tài trợ. Thì hôm nay thì sau khi được nhà tài trợ nghiên cứu thì hôm nay nhà tài trợ đến gia đình để mà thăm và tìm hiểu thêm. Thì chúng tôi hy vọng là sau qua cái chuyến thăm này thì bé Ánh Linh sẽ được hỗ trợ 100% chi phí phẫu thuật tim để giúp cho bé được sớm phẫu thuật.
Thưa quý vị, đại diện về phía quỹ tài trợ Vina Capital thì xin được giới thiệu với quý vị chị Bích Châu là giám đốc đối ngoại của quỹ. Chị có muốn nói chuyện thêm với gia đình của bé để hiểu hơn về hoàn cảnh của bé Ánh Linh không ạ? Ba chạy xe. Chạy xe nói xe. Nghe nó nữa có nói. Vâng. Vậy chị có mấy bé à? Có hai bé mà bé kia ở với bà ngoại. Là cũng về đây có một bé ông nội con bé này. Vậy mỗi lần mà nó mệt lên thì tâm mỗi lần mệt lên là nó lạnh tay chân. Lạnh tay chân nó thở mệt nằm. Buổi tối bé ngủ được không chị? Tối ngủ hay giật mình lắm. Hay giật mình quảng hốt nhút nhát lắm. Bác sĩ nói cần phải mổ từ khi nào? Bác sĩ nói cần phải mổ là lúc là đi khám là đầu tiên là bác sĩ nói là bé bị cái chứng pha lô này là phải mổ. Là hỏi gia đình có tiền không, nếu có tiền là nhập viện mổ. Chị có thể chia sẻ cảm xúc của chị lúc này ạ? Vâng, thì giống như mẹ bé chia sẻ, tức là khi mà đi khám thì bác sĩ nói rằng là bây giờ có tiền nhập là mổ luôn. Vậy có nghĩa rằng là cái căn bệnh của bé và cái nỗi khổ kéo dài hoài của gia đình nó chỉ nằm ở mỗi vấn đề tài chính, bởi vì y học hoàn toàn đã có thể can thiệp cho căn bệnh này. Vì vậy chúng tôi từ Vina Capital Foundation, từ Nhịp Tim Việt Nam thì mong rằng là những cái hoạt động của mình sẽ gửi được thông điệp đến nhiều người cùng chung tay hơn và để cùng với chúng tôi để có thể giúp tài chính cho những cái hoàn cảnh như thế này, để cái vấn đề đó không còn là vấn đề lớn nhất, mà em bé ngay khi cần thiết phải mổ thì em sẽ được mổ để có thể có cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt. Như chúng ta đã biết thì với căn bệnh này thì khi mà các em được mổ sớm thì sẽ rất tốt cho trái tim của các em. Cảm ơn chị Châu rất là nhiều. Chị cho em hỏi là trước đây là bé đã từng đi khám tim ở bệnh viện nào chưa ạ? Bệnh viện Tâm Đức. Mình có hồ sơ bệnh án của cái việc khám trước đây. Dạ có. Cho em xin hồ sơ. Cảm ơn. Thưa quý vị, đi với đoàn ngày hôm nay thì cũng có bác sĩ đến từ Bệnh viện Tim Tâm Đức, và tôi sẽ làm nhiệm vụ là chuyển cái sổ khám bệnh này cho bác sĩ để bác sĩ sẽ xem và đưa ra những cái chuẩn đoán sâu hơn cho tình trạng bệnh của bé hiện nay. Xin chuyển bác sĩ. Thưa quý vị, bây giờ thì chắc là mời mẹ sẽ ẵm em bé vào giùm để cho bác sĩ thăm khám bệnh cho bé. Mỗi lần cháu chạy chơi thì cháu đều thở mệt và tím ở môi và các đầu tay ngón tay, đúng không chị? Rồi vấn đề ăn uống của cháu sao chị? Bé ăn cơm ít lắm, ăn cái gì cũng ít hết. Rồi cháu nó có hay bị nôn ói rồi tiêu chảy này không? Có tiêu chảy rồi mấy ngày. Hỏi hiện tại cháu được bao nhiêu ký rồi chị? Bé nó chỉ 10 ký thôi mà, nó hoài. Thì qua thăm khám thì cũng như coi hồ sơ thì nhận thấy là cháu được chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh tứ chứng pha lô. Thì bệnh lý này là một trong những bệnh tim bẩm sinh tương đối phức tạp và cũng là tương đối thường gặp ở trẻ em. Thì với những cái bệnh lý này thì cái vấn đề là phẫu thuật là đặt ra là hàng đầu. Và nếu có điều kiện thì được mổ càng sớm thì khả năng phục hồi của cháu nó càng tốt. Và khả năng để mà sau này cháu nó có thể hòa nhập với cuộc sống cộng đồng thì nó cũng sẽ thuận lợi hơn. Nghĩa là mình thông qua một lần can thiệp thôi là bé đã có thể có được trái tim khỏe mạnh đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Thì chỉ cần có thể là với cái tình trạng của cháu bây giờ thì tôi nghĩ có thể mổ một lần thôi. Là có thể là phục hồi được cái sửa chữa những cái tổn thương ở trong tim của cháu. Đó cũng là một cái tin mà làm cho chúng ta cũng nhẹ nhõm đúng không ạ? Tại vì bên Nga được biết là cũng có rất là nhiều trường hợp. Gần đây thôi là một bé Duy Phước đến với chương trình thì can thiệp một lần thì không thể nào giải quyết được. Mẹ cũng đã biết rồi là chi phí cho một cái ca mổ trung bình như bác sĩ cũng đã chẩn đoán là khoảng 100 triệu. Mà đối với gia đình mình thì số tiền này như thế nào ạ? Hoàn toàn là không có khả năng. Hiện tại giờ nhà còn mắc nợ ở ngoài.
Còn bạn nợ ngoài mấy chục triệu hàng tháng phải đóng lãi luôn. Khổ dữ lắm. Không có tiền, không có khả năng mà để mà lo cho bé được. Tối cứ nằm ngủ nhìn con khóc. Nhìn khóc. Không biết làm sao mà để trị cho con. Và kính thưa quý vị, sứ mệnh của tất cả chúng tôi có mặt ngày hôm nay là để cho các gia đình không phải vì vấn đề tài chính mà để đánh mất đi tuổi thơ của các em. Để cả một gia đình phải đau khổ với hàng đêm nhìn con, đứa con yêu thương của mình và phải rớt giọt nước mắt. Và ngày hôm nay thì gia đình của bé Ánh Linh đã được chương trình tài trợ chi phí cho ca phẫu thuật tim. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng hoàn tất các cái thủ tục trong thời gian sớm nhất để đưa em lên thành phố để chuẩn bị cho cuộc mổ sắp tới. Chương trình nối kết yêu thương tuần này xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau, được phát sóng vào lúc Chủ nhật 10 giờ 45 phút trên kênh HTV9 và phát lại vào thứ Hai lúc 9 giờ sáng trên kênh HTV7. Xin được kính chào tạm biệt quý vị. 100% đóng góp của bạn vào Nhịp Tim Việt Nam sẽ được sử dụng trực tiếp giúp phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ số 24 Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0838278787. Website nhiptimvietnam.org.